Chào mọi người nhé, Minh Phụ Music quay trở lại rồi đây. Nếu như những năm trước đây chúng ta luôn quan niệm rằng các sản phẩm tốt giá phải cao, thì hiện nay tiêu chí đó đã có phần thay đổi. Anh em hãy cùng mình trong video kỳ này tìm hiểu về mẫu đàn rất tốt nhưng giá cả lại phải chăng, thích hợp với những bạn lần đầu làm quen với piano điện. Đó chính là Yamaha B45. Trong buổi giao đến cho một vị khách nhỏ tuổi tại Hóc Môn, đi theo team khám phá đường phố giữa trưa nhé các bạn. Đường phố bây giờ nắng chói chang nhưng team vẫn lên đường vì mong muốn đem đến cho bé cây piano thật nhanh để em có được những bài học đầu tiên với đàn một cách nhanh chóng nhất. Team chúng mình đang đứng trước nhà khách, các bạn cùng chờ một lát để mình gọi điện thoại khách nhé. Bước vào trong là một tông màu sáng của nền gạch cùng với tủ đựng đồ được sắp xếp gọn gàng, điểm thêm cây B45 tông màu đen mà team tiến hành lắp ráp, càng làm đẹp thêm kiến trúc của phòng khách. Khui thùng B45 nhé, bên trong thùng sẽ là cây đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và nguồn. Đồng thời quà tặng sẽ là một ghế piano thiết kế kiểu dáng phù hợp với người chơi. Sau đây là vài thông tin cơ bản của cây piano này. Đàn có 88 phím cảm ứng lực nhấn, 64 âm polyphony và 10 voice được cài sẵn. Đàn có âm thanh sâu lắng, trầm ấm và quảng rộng, còn có những chức năng cơ bản như Dual Mode trộn tiếng, Dual Mode chia bàn phím, Jazz Bow tăng giảm tông. B45 còn sở hữu USB to Hot để kết nối các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại di động và còn có kết nối pedal. Đó là những điểm nổi bật của B45. Ngoài ra, chính sách bảo hành với B45 cũng vô cùng hấp dẫn. Bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong buổi bàn giao B45 tại Hóc Môn và cảm ơn chị cùng bé đã tin tưởng chọn lựa sản phẩm tại công ty. Đừng quên theo dõi các video thú vị khác trong những lần sau. Hãy like, share, subscribe cho kênh nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.